Chào các bạn, hôm nay mình giới thiệu các bạn sản phẩm đó chính là máy nhúng lông gà lông vịt từ 5 đến 10 con một mẻ. À quên nhầm, máy đánh lông vịt, máy vặt lông vịt nắm 10 con mẻ. Thì đây mình sẽ đo kích thước này, chú đo cho kích thước trong, thôi chụp trong này. Kích thước trục trong đó là 85 phân. 85 phân. Rồi 85 phân. Chiều cao từ bên trong lồng nó là 80 phân. Rồi kích thước ngoài thành cao, cao nó là 94 phân. Cả bên thành ngoài bên hông nó ốp đây là nó rơi vào tầm 1 mét. Đấy, chiều sâu của máy thôi tính từ cái thành ngoài này đi, còn bên hông có cái trục đỡ motor thì ta không tính nhá. Thì nó là 78 phân. Rồi, máy sử dụng 5 trục này. 5 trục, 5 đòn đánh này, 1 2 3 4 5 này. Đấy. Đấy. Máy bên trong khoang này. Đấy, đặt lên. Rồi. Máy khoang bên lồng, khoang bên trong này. Cái tí bóng tử đấy, khoang bên trong này cũng là rất là rộng này. Máy chúng tôi cặn kèm theo đồ sơ cua này. Tặng cờ cua này. Đấy. Rồi. Công suất đây là motor là 3 kg này. Đấy, điện 220V này. Đấy, gài sản xuất này. Máy nặng 210 cân này. Rồi. Máy chất liệu inox 34 hết nhá, toàn phần nha các bạn nhá. Cả trục nó cũng là 34 hết nhá. Trục là 34 nhá. Đảm bảo các bạn là hàng 100% 34 nhá. Nếu mà coi 201 thì các bạn là chúng tôi sẽ đền bù cho các bạn thì hàng này là hàng tốt nhá, hàng 34. Đấy. Đấy. Ngoài ra đây là từ 5 đến 10 con. Bên trong tôi còn có loại từ 10 đến 15 con, à từ 10 đến 20 con nữa. Cứ định quay cho cháu cái trục chi thước nào. Quay bên trong thôi, trục bên trong. Rồi, đây là kéo ra đây. Đây là loại 7 trục. Rồi. Ở dưới. Đây là 1m05 này. Đấy, 1m05 này. Đấy. 05. Ok chưa? Đấy. Máy đây là 7 trục này. Đây, điện 380V nhá. Đây, 7 trục này. 1 2 3 4 5 6 7 nhá. 7 trục đánh này, cũng là inox 34 hết nè. Đây. Máy này cũng là công suất là 3 kg nhá. Điện 3 pha nhá. Kích thước máy là dài 1m35 này, sâu 1m32 này, cao 1m07 này. Nặng 320 cân này. Đấy, ngày sản xuất là tháng 6 năm 2020, ngày 21 tháng 6 này. Đấy, 7 trục, 7 đòn đánh. Đấy, hàng cơ sở bên mình còn lại lồng nhúng này, nhúng lông gà lông vịt này, từ 10 đến 20 con một mẻ và từ 10 đến 5 đến 10 con này. Và phù hợp theo máy này. Đấy. Đấy, lồng bên trong khoang rất là rộng. Đấy, và được 20 con một mẻ. Tối đa đấy nha. Đấy. Các bạn mua hàng liên hệ qua số điện thoại 0904432111, 0934468122, 146 Nguyễn Trãi, website trường máy thanh hóa com này. Đấy, đo xem được. Đấy, chúng tôi còn cái lồng nhúng này, nhúng lông gà vịt từ 10 đến 20 con mẻ này và từ 5 đến 10 con này. Đấy, một bộ của nó này. Đấy, đây, các bạn mua hàng liên hệ website máy cửa liên hệ qua số điện thoại. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bên mình rất nhiều loại máy nhá. Đấy, hàng suốt hết. Cảm ơn các bạn.